Theo các nhà khoa học thì mới gần đây thì hay dựa vào cái thuyết tiến hóa. Tiến hóa là từ vượn tiến hóa lũng đuôi tiến hóa thành người. Còn các cái tôn giáo khác thì người ta quan niệm rằng có thượng đế nặng ra người, dùng đất sét nặng ra người. Thì đấy là nguồn gốc của loài người. Còn đối với đạo Phật thì nếu mà muốn hiểu về nguồn gốc của thế gian này và nguồn gốc của loài người thì phải thì học ở trong cái bài đại kinh Khởi Thế Nhân Bổn ấy, trong kinh Trường Bộ. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn nó nói cũng rất là rõ ràng về những cái nguồn gốc của nhân loại, của loài người. Bây giờ mình có thể bỏ qua những cái cách mà cái quan niệm của các cái tôn giáo khác, mình có thể nói về cái tư tưởng của Đức Phật về nguồn gốc của loài người. Thì đầu tiên là muốn nói đến nguồn gốc của loài người phải nói đến nguồn gốc của thế giới này đó, của cái thế giới quả địa cầu này, là sẽ trải qua cái quá trình thành trụ hoại không, tức là đến bây giờ là cái thế giới của mình là đang ở trong cái thế giới kiếp trụ. Sau một thời gian dài thì đến một cái thời kỳ kiếp hoại. Cái kiếp hoại thì có thể là sẽ hoại bởi nước, có thể là hoại bởi lửa, mà có khi là sẽ hoại bởi gió, sẽ hoại trong một trong ba cái cách hoại diệt đó. Và khi mà cái thế giới hoại là sẽ tan hoại hết, không còn gì. Như như hoại bằng lửa thì sẽ tất cả quả địa cầu này sẽ bốc cháy hết, cõi nhân loại bốc cháy, thậm chí đến các cõi chư thiên, dục giới cũng bốc cháy hết, cháy đến tận cõi sơ thiền. Và khi mà hoại bằng nước thì nước sẽ cuốn và sẽ chảy xiết làm cho tan hoại hết. Hoại bằng gió thì gió sẽ chảy xiết làm cho cũng tan hoại hết tất cả những cái gì thuộc về vật chất, không còn tồn tại một mảy may nào nữa. Thì sau đó trải qua một thời gian rất là lâu dài thì thế giới này là không có gì tồn tại cả. Thế giới này đó là cái thời kỳ kiếp không. Rồi sau đó một thời gian dài nữa, bắt đầu thế giới lại tiếp tục hình thành trở lại. Hình thành trở lại bắt đầu từ các cái cõi cao nhất, như là cõi các cái cõi thiền sẽ hình thành trước, rồi sau đó các cái cõi phạm thiên thấp hình thành trước, sau đó là đến các cái cõi trời ở trên cao, rồi đến dần dần các cái cõi trời thấp nhất hình thành, và đến cuối cùng là cái cõi nhân loại sẽ bắt đầu hình thành lại cuối cùng. Thì lúc này thì quả trái đất này bắt đầu cũng sẽ hình thành và có cái chất lỏng, tức là toàn ở trái đất này lúc đấy chưa có cái sự sống, thì trên trái đất này toàn là có một cái chất lỏng và bao bọc khắp xung quanh quả địa cầu. Thì lúc này ở trên các cái cõi phạm thiên có những cái vị ở phạm thiên tuổi thọ đã hết, tức là đã hết tuổi thọ cho nên là hóa sinh xuống cõi cái nhân gian này. Thì lúc đầu mà các cái vị ở cái cõi nhân gian này là những cái chúng sinh hóa sinh, lúc đấy họ cũng tương tự giống như một vị chư thiên vậy, chưa có cái thân hình thô thiển như con người này, và cũng không cần ăn uống gì. Các vị đấy hàng ngày vẫn phi hành bay lơ lửng ở trên mặt đất vậy, trên hư không vậy, thân hình phát ra ánh sáng, lúc chưa có mặt trời mặt trăng gì hết. Và rồi dần dần cái đất này để nộ ra, và lúc đấy dẻo quánh như mật ong ấy, và có sắc có hương có vị, tức là rất là thơm ngon. Cho nên là những cái chúng sinh đầu tiên ở cái cõi người đấy với lấy ngón tay và quệt cái đất và bỏ vào miệng ăn thử thì thấy rất là ngon lành, và các vị đấy khởi lên cái tâm tham ăn rất là nhiều cái chất đất đó, và lúc ấy nó thơm ngon như mật ong ấy. Thì các vị ấy ăn vào một cái thì cái hào quang trên người biến mất, và cái thân vi tế, tức là cái thân thanh tịnh giống như chư thiên biến mất mà trở thành cái thân thô thiển như là cái thân người bây giờ. Thì đấy là những cái chúng sinh đầu tiên xuất hiện ở cõi người, và những cái chúng sinh này ăn đất thì những chúng sinh khác cứ bắt chước ăn đất như vậy, cho nên là cái hào quang ở trên người nó biến mất, và cái thân sắc thân vi tế biến mất trở thành cái sắc thân thô thiển, và trở thành cái con người không bay lại được nữa, không phi hành ở trên không gian được nữa, bắt đầu đi lạc sàn trên mặt đất và hàng ngày lấy đất đấy làm thức ăn. Rồi trong khi ăn như vậy thì có vị ăn ít vị ăn nhiều, rồi sinh ra người đẹp người xấu, rồi bắt đầu những cái phiền não sinh ra. Những người đẹp thì bắt đầu sinh ra ngã mạn, ta đẹp hơn người kia,
chính cái tâm ngã mạn kiêu ngạo đó là cái tâm cái nậu hoặc, cái phiền não bắt đầu tiên sinh khởi. Thì cái nậu hoặc đó sinh khởi một cái thì đấy là một cái lòng tham hay là cái tâm bất thiện nghiệp nó sinh, nó làm cho cái chất đất đó bị mất vị ngon, và các vị đó không ăn được đất nữa, thì lúc đấy lại xuất hiện nấm đất, thì các vị ăn những cái nấm đất đó sinh sống, rồi cứ, vẫn cứ sinh lên cái tâm gọi là hơn thua về đẹp xấu như vậy, thân thể người này người kia như vậy. Rồi sau đó thì cái nấm đấy mất thì thành cây neo, thì các vị ăn cây neo đó sinh sống, rồi vẫn cái tâm kiêu ngạo đó sinh lên thì cây neo cũng mất, về sau sinh ra lúa. Rồi lúa thì lúc đầu thì các vị đấy ăn những cái lúa đấy thì cứ nó không có vỏ, không có cám, không có chấu, và có thể lấy ăn một cách tự nhiên, không cần phải nấu nướng gì hết. Nhưng mà rồi sau này thì những cái phiền não bắt đầu cứ sinh ra dần dần, những cái sự hơn thua, kiêu ngạo của con người cứ sinh ra dần dần, cái chấu ấy bắt đầu sinh ra và bao bọc lấy cái hạt lúa. Rồi là những cái hạt lúa dần dần nó cũng trải qua nhiều ngày tháng, bắt đầu nó mới trổ bông. Còn lúc đầu cứ ngày hôm trước cái hái hôm sau này nó lại mọc lên. Và các vị sống ở cái lúc đầu thì nó rất là an vui, an nhàn như vậy. Nhưng mà những cái phiền não rồi dần dần nó cứ sinh ra dần dần, bắt đầu những cái lòng tham tăng trưởng lên. Có người bắt đầu mới nghĩ rằng mình sẽ lấy lúa để dành cho hôm sau, cái tội gì ngày nào cũng phải đi ra ngoài cánh đồng để hái lúa thế này. Thì chính vì vậy cho nên là cái lòng tham đó sinh ra, rồi người này lấy để dành, người kia lấy để dành, tích trữ, xong là dần dần đi ăn trộm ăn cắp của nhau. Rồi là từ khi ăn gạo lúa đấy, bắt đầu những cái bộ phận về bài tiết trên cơ thể, bộ phận sinh dục trên cơ thể bắt đầu mới sinh xuất hiện. Rồi lúc đấy thì bắt đầu mới xuất hiện cái tánh nam và tánh nữ. Từ cái lúc đấy mà ăn lúa nước và bắt đầu mới xuất hiện. Chứ còn lúc đầu thì tất cả chúng sinh chưa có nam nữ. Rồi sau này thì bắt đầu mới sinh ra, hình thành nên những cái gia đình, những cái xã hội. Bắt đầu cứ hình thành từ đó mà đi. Thì từ những cái con người bắt đầu sinh ra, càng cái tham dục nó bắt đầu tăng trưởng lên, phiền não tăng trưởng lên, sân hận tăng trưởng lên. Rồi là những cái hành vi tội lỗi như trộm cắp bắt đầu sinh ra. Rồi là trộm cướp bắt đầu sinh ra, nên là phải bầu ra những cái người làm vua, làm chủ để phân xử, để xét xử những cái người có tội và để thưởng và để phạt những cái người có công, thì được thưởng người có tội phạt, bắt đầu mới hình thành nên những cái trật tự xã hội. Thế thì căn cứ vào cái pháp của Đức Phật thì con người là xuất hiện ngay từ cái khi mà trái đất này mới bắt đầu hình thành là đã có con người xuất hiện rồi. Trong bài kinh đấy thì Đức Phật không có nói gì đến những cái hàng chúng sinh khác, nhưng mà mình cũng có thể hiểu là các cái hàng chúng sinh khác thì nó cũng sẽ xuất hiện tương tự như thế thôi, nên tùy theo cái nghiệp của mình mà những cái chúng sinh đó thì cũng sẽ xuất hiện, đương nhiên là nó phải tương đương với lại loài người từ cái thủa mà bắt đầu mới sinh sôi đấy. Vì sau này con người bắt đầu mới sinh ra những ngành nghề khác nhau, như có người thì săn bắn, có người thì trồng cấy, thì cũng từ cái thủa đầu ấy là đã có những nghề nghiệp khác nhau như vậy. Hay là có những cái vị thì nhàm chán thế gian thì đi vào trong rừng ẩn tu, trở thành các vị ẩn sĩ và thực hành những cái pháp thiền, trở thành những cái vị đạo sĩ, các vị bà la môn cũng đều sinh ra từ cái thời kỳ đầu của cái thế gian này mới hình thành. Thì cái lúc con người mới hình thành như vậy ở cái giai đoạn đầu ấy thì còn rất là thánh thiện. Nhưng mà sau này thì do cái cuộc sống thì dần dần bon chen, những cái phiền não sinh ra, dần dần những cái tội lỗi bắt đầu sinh ra nhiều hơn, tham sân si, những cái phiền não bắt đầu sinh ra. Thì càng những cái phiền não này nó sinh khởi ra thì những cái để mà tìm kiếm thức ăn nó sẽ trở nên khó khăn đi. Còn cái lúc mà con người ta sống thánh thiện, ít những tội lỗi và ít những cái phiền não, thì lúc đấy những cái thiện nghiệp nó mạnh, nó khiến cho cái cuộc sống rất là dễ dàng kiếm được những cái thức ăn và cái cuộc sống nó bình yên. Và khi mà con người càng trở nên tham sân si, tội lỗi với nhau, ác độc với nhau, thì lúc đấy nó càng sinh ra nhiều những cái rủi ro, những cái tai nạn, những cái tai họa bắt đầu phát sinh, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai bắt đầu sinh ra từ cái ác nghiệp của con người. Rồi tuổi thọ con người từ cái mức rất là cao rồi bắt đầu nó sẽ giảm xuống dần dần, do cái tâm bất thiện tăng lên thì tuổi thọ sẽ giảm xuống.
rồi cho đến khi nào mà giảm xuống đến mức thấp nhất là chỉ còn lại đến 10 tuổi thôi, thì lúc đấy có một cái cuộc tàn sát đẫm máu sinh ra. Sau đó thì những cái người nào mà tránh né những cái nỗi lầm đấy, sống ẩn cư ở trong rừng, rồi sau đó những người đấy sống sót tồn tại lại để đi ra lại thiết lập lại xã hội, không có sống tội lỗi với nhau, thì tuổi thọ con người lại tăng lên, rồi trải qua rất nhiều lần tăng giảm như thế. Trong cái thời kỳ thế giới này đang an trú, thế giới trụ này, rồi đến một cái thời điểm nào đấy, đến thời điểm thế giới lại cũng hoại diệt, thì lại cũng hoại diệt bằng nước hoặc bằng lửa hoặc bằng gió như vậy. Thì lúc đấy tất cả chúng sinh này sẽ chết hết và sinh về các cõi phạn thiên. Rồi sau đó đến cái thời kỳ thế giới hình thành, thì những chúng sinh mà hết tuổi thọ ở cõi phạm thiên đó lại lần lượt lại hóa sinh xuống nhân gian này, rồi lại dần dần hình thành lại cái trật tự thế giới từ thấp đến cao như vậy. Thì đấy là cứ mỗi một lần sinh diệt của một cái thế gian như vậy thì được gọi là một đại kiếp. Và trong kinh Đức Phật nói về những cái đại kiếp này thì rất là thường tình, như là Đức Phật từng tu hành Bốn La Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Đây là những bậc đệ tử của Đức Phật bình thường thôi cũng đã tu tập hàng trăm ngàn đại kiếp, tức là trải qua những cái thời gian tu tập rất là nhiều đại kiếp như vậy. Hay là với cái trí tuệ của mình, hay là với cái túc mạng trí của mình, hay thiên nhãn trí của mình, Đức Phật cũng có thể nhớ lại những cái kiếp sống quá khứ như là một kiếp. Mà ở đây là Đức Phật thường hay nhắc đến là một đại kiếp, là 10 đại kiếp, hàng trăm hàng ngàn đại kiếp. Tức là cái trí tuệ, cái túc mạng trí của Đức Phật có thể nhớ lại những cái rất nhiều những cái đại kiếp đã qua như vậy. Thì trong một cái kiếp trái đất mình đã tái sinh không biết bao nhiêu lần, cũng chi là một đại kiếp trái đất. Như vậy mình đã từng tái sinh luân hồi không biết bao nhiêu lần khác nhau. Thì cái trí tuệ của Đức Phật thì thấy các cái đại kiếp đấy, những cái lần sinh diệt của những cái thế gian như vậy là cái chuyện rất là thông thường, là rất là bình thường. Nên là trong kinh Đức Phật hay nói về những kiếp quá khứ, kiếp hiện tại, kiếp tương lai, nói đến các cái đại kiếp, nói đến các cái A Tăng kỳ kiếp, là bởi vì Đức Phật nhớ lại được như vậy, thấy rõ ràng cái điều đó là như vậy. Và cái bài kinh mà để mà nói rõ ràng nhất chi tiết là cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn, là Đức Phật cũng nói rõ ràng về cái sự hình thành của thế giới này, của loài người này. Thì cái điều đó nó khác hoàn toàn với những cái kiến thức phổ thông mà mình đã được học bên ngoài, và điều đó thì nó khác hoàn toàn với cái thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa thì được coi là thì nếu không không có phù hợp với chân lý, với sự thật một tí nào hết. Hay là những cái thuyết về về sáng tạo, về những cái sự gọi là thượng đế sáng tạo ra vạn vật muôn loài, thì cũng không không phù hợp với cái pháp của Đức Phật, thì sẽ cao siêu hơn. Thấy những cái kiếp rất là nhiều, vô số kiếp, rất là nhiều đại kiếp như vậy, nó trải qua cái quá trình thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt của thế gian này và của các chúng sinh như thế.